đâu hả? Vì mày mà tao mất toi 60 triệu. Hôm nay mày không trả tiền ấy, đừng hòng về. Đưa tiền đây. Xem ra cũng biết điều đấy. Sao thế hả cô? Trời ơi, chồng tôi ốm liệt giường. Mấy ngày hôm nay không có gì để ăn rồi. Tôi bị bất sát, không kiếm đủ tiền. Thì cho chồng tôi ăn, mua thuốc cho chồng tôi. Cứ đà này thì chồng tôi chết mất cô ạ. Kìa cô giúp cô ấy đi. Chẳng phải là các mạnh thường quân đóng góp cho cô nhiều tiền để cô giúp người khó khăn lắm hay sao? Toi 60 triệu. Hôm nay mày không trả tiền ấy, đừng hòng về. Đưa tiền đây. Hóa ra là bây giờ cô cũng lộ ra bản chất rồi đúng không? Ừ đấy, tao nào. Chứng minh thư của mày đâu? Mau đưa đây. Còn nếu không ấy, mày sẽ phải làm phong công tao cả đời. Đưa đây. Xem ra cũng biết điều đấy. Cô là chủ tịch của tập đoàn NCT à? Đúng, tôi chính là chủ tịch của tập đoàn NCT. Cũng chính là chị chồng tương lai của cô đấy. Hình ảnh cô bắt nạt cô bán vé số tôi đã ghi lại được hết rồi, và gửi cho thằng em của tôi xem rồi đấy. Tưởng cô tốt bụng thế nào, hóa ra ấy, cũng chỉ là một kẻ dối trá lừa lọc mà thôi. Người như cô ấy không bao giờ xứng đáng đặt một cái móng chân vào nhà của tôi đâu.